cầm ở đây này, nhìn những chi tiết dễ nhìn. Đây nhá, anh giới thiệu sơ nhá, ví dụ như là mình chỉnh cái táo này, cái bộ diễu này, cái ly này, có một số anh em gọi bộ cửu ly, có một số anh em gọi bộ diễu này chưa. Thì để mà mình biết để làm sao để phân định được là nó trùng nhau đấy, nó sẽ có mấy loại đấy, nhưng không phải một loại, 4.6, 5.2, 6.0, 6.4 đấy, chứ không phải là một loại đâu nhé. Nếu như mà ví dụ táo trên này mà 6.4 mà dưới 6.0 là cái kim này nó sẽ không vào nhau đấy, nó sẽ giống như là Quang hôm qua đấy. Quang hôm qua xe nhầm rồi. Là cái này là không đi vào được, là cứ nhầm. Bắt đầu là bảo là không chỉnh được. Nhìn rồi. Phân định được cái vấn đề đấy. Đấy, khi mình chỉnh là mình phải đưa kim ra hai bên này. Ví dụ như trong quá trình mà mình may theo đơn hàng nhỉ, có thể là đường sâu của nó là 1/8 nhé, 1/8 nhỉ, đấy là đối với lại 6.4. Hiểu sơn viết để học đây. Ví dụ như mình viết là đúng rồi chưa, ví dụ như cái này nhỉ, là ok này đây. Đó là bộ diễu nguyên bản của nó. Trong quá trình mà mình chạy theo đơn hàng của khách hàng ấy, đấy là nó sẽ yêu cầu mình may cái đường chỉ to hay là nhỏ tùy. Thì ở cái mặt huyệt này nó không có cái số của nó, nhưng nó nằm ở dưới này. Đây, tháo luôn để xem. Táo này có số trùng số là thế này. Đấy, nó phải trùng nhau thì mới may được. Đây là xăng cưa. Nhưng mà mình mà mất một trong hai cái này thì phải đặt giống hai. Thì mình phải tìm một cái khác tương xứng với cái đấy. Phải giống hết số luôn. Phải giống nhau nó mới vào chứ. Đấy, cũng là như giống như bài hôm qua anh giảng về cái máy bắt sổ nhá. Cái này cũng là giá đỡ đấy. Nhiệm vụ của thằng bên này là tạo độ phòng chỉ nhá. Đấy, tạo phòng chỉ. Nhiệm vụ của thằng bên này nhá là định hướng kim. Khi mà may nguyên liệu á, có những cái vải mà nó dày, qua những cái mấu nó dày chẳng hạn, nó dẫn hướng để kim nó không bị dẹo đi đấy, để đấy ổn định cái kim này đấy. Đó,
hai, một trong hai cái này nếu như mình chỉnh không chuẩn là sẽ gây ra hiện tượng bỏ mũi. Đấy, cũng quay bu ly theo chiều máy chạy nhé. Độ ngả móc của con này nó lại khác với lại con vắt sổ nhé. Yeah. Mắt sổ sẽ khác, con này khác. Thì thông thường là con này là cứ 2 ly 8 đến 3 ly nhé. Độ ngả móc đây như thế này là 3 ly đấy. Tùy thuộc theo, ví dụ như cũng như bài giảng về cái máy vắt sổ đấy, nó cũng là dạng móc hay tất cả các loại máy khác vậy. Khi cái móc này may đến một thời điểm nào đó nó bị cụt đi, nó mòn bớt đi rồi thì nó sẽ không phải là 2 ly 8 hay là 3 ly nữa, mà nó sẽ phải là lớn hơn một chút xíu nhé. Lớn hơn một chút xíu đấy, và độ ngả móc. Và khi mình chỉnh thời điểm mà móc tiếp xúc kim thì khoảng hở sẽ không còn nằm ở 0,02 nữa. Bởi vì khi nó cụt cái mỏ này đi rồi, nó mất cái form của cái mỏ đi rồi thì đương nhiên nó sẽ phải rộng hơn. Đấy, thì lúc đấy mình sẽ phải cho độ hở lớn hơn, đúng không? Độ ngả móc lớn hơn và độ hở của móc tiếp xúc và kim lớn hơn 0,02 mm. Đấy. Nhưng đồng bộ ngược lại nhá, đồng bộ không được sai. Đấy. Hiểu đấy. Giờ như này là độ mình đã coi như đã lấy xong độ ngả móc nhé. Đấy. Và tiếp tục quay bu ly theo chiều máy chạy này. Cũng tương tự như tất cả các loại máy khác. Đấy. Vì sao anh lại nói các em là học máy một kim cho giỏi thì mới làm được những cái máy khác? Bởi vì từ đấy mà ta suy ra, phải không? Khi thời điểm móc vào lấy chỉ kim thì đương nhiên là từ mép trên của lỗ kim đến mép dưới của mỏ móc đều là 1.5 m. Nhá. Đấy. Đều là 1,5 mm. Đấy, như này là 1,5 ly, đúng không? Mép trên của lỗ kim đến mép dưới của một cái mỏ đầu mỏ móc này nó mới lấy được chỉ. Đấy, ta tiếp tục quay bu ly theo chiều máy chạy. Đấy, bên này cũng vậy này, thấy không? Đấy, để làm sao biết được đồng bộ đúng hay không, tiếp tục ta quay bu ly theo chiều máy chạy. Đấy, đến thời điểm lỗ của móc và lỗ của kim trùng nhau như này là đúng, là đang đúng đồng bộ. Đấy, đây là ta kiểm lượt đi nhé, lượt đi xong rồi ta lại kiểm tra lượt về, bởi vì đôi khi lượt đi nhé đúng nhưng lượt về lại sai. Đấy, và ta tiếp tục quay bu ly theo chiều máy chạy này. Đấy, khi kim xuống, đúng không? Đấy, thì sẽ là chạm đá gáy của lưng móc 1/2 của gáy lưng móc là chuẩn nhá, khác với lại vắt sổ, khác với lại chỉ tết của máy vắt sổ và máy 380. Đấy, đối với dòng này là được phải đá lưng móc 1/2 của gáy lưng móc thì mới không bỏ mũi lượt vài nhé.
tiếp tục ta quay mu ly theo chiều máy chạy đấy. Thì trong thời điểm này hiện tại là đầu của mũi kim là sẽ đâm vào cái điểm chỗ tam giác này nhá, thì mới lấy được chỉ nhá. Đấy, tiếp tục ta quay mu ly theo chiều máy chạy đấy, đến tại thời điểm của lỗ kim nhá, à lỗ móc nhá, thì mép dưới của lỗ kim ngang bằng với lại gáy của móc. Đấy, như thế này là đồng bộ đang đi là ở mức chuẩn. Đấy, cũng có thể là sâu hơn một tí vẫn may được. Đấy, thế còn nếu để chuẩn để may tất cả các mặt hàng là như này là ok. Đấy, tiếp tục ta quay bu ly theo chiều máy chạy. Đấy, khi móc lùi về đế kim bên phải cùng là kim đầu tiên đấy, thì tại thời điểm này để biết được là tất cả mọi thứ đồng bộ đã chuẩn hay chưa thì ta xem, tức là mép dưới của mỏ móc lại đến mép trên của lỗ kim cũng lại là 1,5 ly nhé, là đồng bộ chuẩn 100% gì luôn nhá. Nếu ta không được làm được điều như này ấy, thì máy bỏ mũi suốt luôn. Đấy, đấy là sơ bộ và cách kiểm tra, cách lấy độ ngả của móc và lấy kiểm tra đồng bộ của máy đã chuẩn hay chưa. Đấy, và hôm nay là anh sẽ giới thiệu sơ bộ đây đối với lại giá đỡ này. Ta quay bu ly theo chiều máy chạy này, khi thời điểm coi như là mỏ móc đến kim đúng không, bắt đầu vào lấy chỉ kim thì ta dừng lại ở đây đấy, và ta đưa dùng con ốc này đây, ta sẽ đưa ép cái giá đỡ này vào, ta đưa ép giá đỡ này vào kim, tức là khoảng hở chỉ như một sợi chỉ thôi, tức là cũng không cho sát quá. Nếu sát quá thì khi mà cái móc này đi sang đến cái kim này ấy, thì cái giá này nó ép vào nhiều thì thành ra là bị sai. Cho nên là mình sẽ tính một cái độ hở làm sao như sợi chỉ này là được. Đấy, bên này cũng vậy. Đấy, cũng phải bằng một sợi chỉ này để làm sao khi móc ngoài vào thì bên này ép vào thì tạo độ phòng chỉ sang bên kia. Đấy, một cái điều thứ hai nữa là cái giá đỡ bên này nha, lúc nào cũng phải cao hơn là giá bên này, bởi vì khi cái này nó đi vào phải không như này thì nó ép cái độ phòng chỉ sang đây, nhưng nếu mà cái giá đỡ kim bên này mà cao lên hơn so với cái giá này hoặc bằng cái giá này thì đồng nghĩa với lại là khi ép độ phòng chỉ nhá để móc, có thể là lấy đi vào cái thòng lọng ấy để lấy, thì vô tình cái bên này nó lại ép lại là nó không tạo được cái thòng lọng ấy, hoặc là nó tạo một cái thòng lọng rất bé biến dạng đấy, thì nó sẽ không lấy được trong quá trình mà may lên nguyên liệu là nó biến dạng là nó không lấy được nữa là bỏ mũi. Đấy, thế nói về giá đỡ
Đấy, còn khi chỉnh thì độ ngả móc ở đây và tiến về trước rồi tiến về sau, đây là con ốc mở cụm móc. Đấy, ta sẽ dùng cái lục ba này ta mở cái này ra. Đấy, mở tiến về trước và về sau. Đấy, chỉnh sao cho ok. Đấy, thế còn đây là con ốc, tức là định vị móc. Cái móc này dài nhé, dài so với cái cụm. Trong quá trình mà ta may có thể là hỏng cái móc này, ta có thể thay thế nguyên cái móc như này thôi, chứ không cần phải thay cái cụm này. Đấy, thì ở cái móc này nó có một điểm vát. Đấy, điểm vát định vị. Đấy, thì ta mở nó về ra, ta sẽ thấy điểm vát định vị ở đây. Có một số máy, đời máy nó có, một số đời máy nó không có cái điểm vát đó đâu. Nắp cái này vào nó cũng bị xoay rồi, chưa xoay sao anh? Nó có định vị trong cùi móc đây rồi. Đấy, thì nó không đi chạy nữa. Nó không chạy nữa, vào đúng đấy. Nên có một số máy đời cũ là nó không có cái điểm vát đấy. Đấy, thế thì ta mới tiếp tục quay vô ly theo chiều máy chạy để cả kiểm tra cái cam này nhé. Đây, đây là cam đánh chỉ này. Cam đánh chỉ nhé. Một số máy nó ở đây, một số máy nó ở tít ở ngoài này, một số máy này nằm tít bên đây cơ. Đây, quay vào đây. Một số máy này nó nằm ở đây. Đấy, máy nằm đây, chỉ có một số máy lại nằm ở tít như này. Đấy là ca máy chỉ tiếp chỉ móc. Thế làm sao ta biết là cho nó đúng nhé? Thì ta cũng quay bu ly theo kiểu máy chạy, khi kim lên tận cùng trên thì cái mép của cái cam cũng như là cam móc nó sổ 5 chỉ. Nó sẽ ngang bằng, đấy là chuẩn, nó sẽ ngang bằng với lại cái này như máy vắt sổ 5 chỉ của anh nói. Đấy, tùy theo nguyên liệu đấy, như này nó là chuẩn nhá, nó về mo tùy theo nguyên liệu, ví dụ như có một số như chất liệu vải ta cho nó đi sớm hơn một tí. Là có một số cái chất liệu may mình cần có thể là đánh trễ đi một tí, như là đánh nhăn chun chẳng hạn, đánh nhăn chun thì mình phải cho trễ này đi để làm sao nó tạo cái độ căng của chỉ, nó sẽ làm cho cái chun nhăm đều. Đấy, thì mình không phải không được vặn ở đây nhiều quá. Vặn đây nhiều quá thì độ tiếp chỉ ở đây ra là không được, là bị đứt chỉ. Đấy, đây là cần co vai. Đấy, cũng giống máy vắt sổ nhá. Đây, em quay rõ rồi đây, quay ngang cái máy hẳn hoi luôn. Đấy, như thế. Đây, đây là cần co vai nhá, cũng giống như máy vắt sổ ngày hôm qua anh chỉ, tức là khi ta may vải giãn chun 4 chiều đấy, phải không? Hoặc là tra chun cạp chẳng hạn, đấy là ta sẽ phải sử dụng đến cái này. Đấy, cái này thì nó cũng liên quan đến cái này, giống như máy vắt sổ hôm qua. Đây, trên này nó có cái nút để khi ta ấn vào đây nhé thì nó sẽ vào cái bộ thưa dày chỉ này nhé. Khi mình chỉnh cái này thì mình lại phải
chỉnh cả cái này để làm sao nó phù hợp với lại cái chỉ trên may trên nguyên liệu cho nó đẹp. Đấy là hai cái này nó phải kết hợp với nhau. Thầy dạy thêm cho nhà tí. Đây là cái bộ tiếp chỉ trên nhá. Đấy, tiếp nhiều hay tiếp ít, ví dụ em cho nó tăng cái này nó cao lên là nó tiếp vào nhiều. Đấy, em cho dưới thì là nó tiếp ít đi thì nó sẽ tạo độ căng của cái chỉ này nhiều hơn. Thì mình cái này đấy không được vặn căng chỉ nhá, tất cả các loại máy đều phải cho nhẹ chỉ nhá. Wow. Đấy, chỉnh tiếp nhiều hay tiếp ít ở đây. Đấy là đối với bộ phận tiếp chỉ. Đấy, anh sẽ giới thiệu sơ như thế để mình nắm bắt được. Trong quá trình học tập sau này mình nắm bắt được, xong rồi là mình biết cách để mình xử lý. Đấy, hôm nay anh sẽ giới thiệu sơ bộ và cách để mình căn chỉnh móc kim. Đấy, và cách kiểm tra như nhận biết thế nào là đồng bộ chuẩn. Đấy, đến hôm nào nữa thì lại chỉ chi tiết hơn. Đấy, để làm thế nào đồng bộ đúng và sai khi mình đã lấy độ ngả móc chuẩn rồi, đúng không? Mà tại sao vẫn sai thì hôm nào lại giảng tiếp. Đấy, cái đấy còn bỏ cái này ra. Đấy, xong bắt đầu như ấy, cũng như là cam sàng của Elite thì lại còn bỏ cái này ra. Đấy, nó ở trong này, hôm nào sẽ cho học tiếp này, tạm thời học đến bài đấy. Yeah.